cùng i fi channel chia sẻ những sự thú vị đám mây những đám mây bạn thấy hàng ngày trên bầu trời cũng có những điều thú vị chờ bạn khám phá đấy một mây là khối các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng trong khí quyển ở phía trên trái đất mà ta có thể nhìn thấy hai bất kỳ hành tinh nào miễn có bầu khí quyển thì sẽ có mây bao gồm cả mặt trăng ba những đám mây thường có màu trắng đó là khi bầu trời nắng giáo và ít mây mây mỏng ánh sáng mặt trời dễ dàng xuyên qua nên chúng thường mang màu trắng 4. Những đám mây lúc bình minh hay hoàng hôn có màu đỏ cam là vì lúc đó mây rất dày. Ánh sáng mặt trời phải xuyên qua một lớp khí quyển dày đặc và chỉ có ánh sáng đỏ và cam mới có bước sóng đủ mạnh để chiếu lên các đám mây, khiến chúng có màu đỏ cam đặc trưng. 5. Mây vũ tích tiếng Anh Của Molonimbus lao thường là nguyên nhân khiến chuyến bay của bạn bị trễ giờ. Nó có thể sản sinh ra tia sét và các loại thời tiết nguy hiểm khác như gió mạnh, mưa đá và lốc xoáy. Các phi công thường không bao giờ bay qua loại mây này dẫn đến chuyến bay thường hạ cánh trễ so với dự định ban đầu. 6. Sương mù thực chất là những đám mây được hình thành sát mặt đất, được gọi là mây tầng Stratus. 7. Trong lịch sử từng ghi nhận rất nhiều đám mây có hình thù kỳ lạ và thú vị, như hình chú chim, hình con chó, hình những ngọn sóng hay thậm chí hình chiếc đĩa bay. i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 trên 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.